Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Rõ ràng chúng ta thấy khi mở cánh cửa ra thì khách mời của chúng ta hoặc là cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc. Nhưng cho đến giờ phút này hầu hết là nở hoa, chưa thấy một tình huống nào bế tắc. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng xem tiếp chương trình. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Mình là Ninh Dư Lan Ngọc, hiện đang là diễn viên tự do. Số đo 3 dòng là 60, 90, 60. Ê lộn, 90, 60, 90. Đây là lần đầu tiên Ngọc đến với lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Nó rất là sợ và bản thân Ngọc thì lại có một tí vô duyên. Nói chung là chỉ có một nhân vật duy nhất mà mình đóng về hài, đó là Lụa trong Vừa Đi Vừa Khóc. Thật sự là khi mà coi những cái tình huống mà chủ phòng đặt ra, tự nhiên mình cũng cảm thấy hoang mang là không biết là đến khi mà mình lên tới đó rồi thì mình có thông minh tới nỗi mà bất ngờ sáng tạo được ngay hay không. Mình đã từng làm việc với lại anh Giang và anh Thành rồi nên hiểu được hai anh ấy. Chị Hồng Đào là một cái người mà gọi là mình rất là thích có hài của chị từ hồi bé. Anh Tử Long cũng vậy nữa, là một cái nhân vật mà mình chưa bao giờ được làm việc chung hết nên rất là sợ, bởi vì không hiểu được hai anh chị như thế nào để mà có thể ứng diễn. Nhưng mà Ngọc tin, Ngọc rất là tin tưởng nha, chương trình này sẽ không bao giờ hại nghệ sĩ. Mỗi lần mà Ngọc đi diễn kịch mình hay thường hít thở thật là sâu để mà chuẩn bị bước ra sân khấu. Nhưng mà đối với chương trình này thì chắc Ngọc sẽ la rất là lớn để mà giải tỏa được cái căng thẳng của mình trước khi bước ra sân khấu ngày hôm nay. Với cánh cửa thứ 3, khách mời là Linh Dương Lan Ngọc. Xin mời. Tôi có lẽ là tôi không nói gì nhiều hơn được hai từ xuất sắc, xinh đẹp, lộng lẫy. Nó làm cho tôi cảm thấy bị bấn loạn ấy, xinh lắm ấy. Nhưng mà bây giờ tinh thần em nó hơi bất ổn anh ơi. Sao mà bất ổn? Giờ mà em cho anh sờ tay lên đây để mà anh cảm nhận á, chắc là hiểu được cái con tim của em nó muốn nhảy ra ngoài như thế nào. Thực ra nếu bạn cho phép mà đứa nào nó không sờ thì đứa nó bị điên. Không, tôi thì tôi lại cảm nhận qua hơi thở. Còn nếu mà chạm tay vào trái tim thì cảm nhận đây là qua xúc giác rồi. Không, nhưng mà đâu cần đâu bác ơi. Em không cần phải sờ vào tim mới biết được, em bắt mạch được mà. Anh hãy bắt mạch cho em. Hay là em nghe được không? Không sờ mà nghe. Nghe thì cũng phải áp vào thôi, đừng nghe nữa. Tôi đâu có phải thầy lang. Bạn có ngại không khi tôi công bố thông tin này với mọi người? Em có bầu hả anh? Tức là biết trước rồi hả? Hóa ra Linh Dương Lan Ngọc lại khôn ấy, cứ bảo có bầu là thằng này nó không dám sờ vào đâu. Tôi nói thật nhá, ai mà chọn bạn vào vai cám, vai độc ác ấy, là đây là đang muốn khai thác ở thế mạnh khác của bạn thôi. Còn thực sự bạn đóng vai kiểu công chúa, công chiếc, có thứ đẹp lắm. Nói thật đấy, rồi khi nào nếu ai mời đóng công chúa nhớ mời tôi đóng hoàng tử nhá. Mời bạn. Cung mình có tin vui, hôm nay là ngày hoàng thượng sắc phong quý phi lên làm hoàng hậu. Thưa nương nương, nương nương được làm hoàng hậu, nương nương sẽ làm gì để xứng đáng với bậc mẫu nghi của thiên hạ? Ngươi hỏi ta là làm gì ạ? Dạ ta, mà ta phải làm gì vậy? Chưa có bao giờ làm hoàng hậu đâu, sao biết được. Ta phải làm sao, ngươi chỉ cho ta được không? Ngươi đã hầu qua bao nhiêu hoàng hậu rồi thì ngươi phải biết điều đó chứ. Thưa quý phi, người vốn thông minh lanh lẹ, những điều này sẽ xuất phát từ trong tâm trí của nương nương. Ta biết là ta lanh lẹ nhưng mà còn nhiều điều ta không biết. Theo nô tỳ nghĩ, khi người lên ngôi hoàng hậu, người sẽ làm gì để giữ chân hoàng thượng? Ta sẽ nhảy múa cho hoàng thượng coi. Để mà hoàng thượng lúc nào cũng đắm chìm trong nhan sắc của ta. Còn đối với bậc cha chú, người sẽ làm gì? Những con người đó chưa bao giờ ủng hộ ta, khi ta lên ngôi được hoàng hậu thì chắc chắn ta sẽ đi những con người ấy cho đến chết. Quả thật không sai, quý phi lâu nay luôn luôn là người độc ác. Quý phi đã âm mưu hãm hại Hồng Đào hoàng hậu, chiếm đoạt ngôi vị. Ta là người thân cận nhất của quý phi, mà quý phi nỡ lòng nào giết ta?
đánh đầu mối. Nãy giờ là Quý Phi đang nói chuyện với hồn ma của ta đó. Tại sao Quý Phi lại làm như vậy? Tại sao Quý Phi lại giết ta? Tà ma ơi, tà ma hãy tránh xa, tà ma hãy tránh xa. Đi chưa, đi chưa? Tà ma đi hết rồi hoàng thượng à. Ta không phải là hoàng thượng, ta là dương gia mà. Người yêu của nàng nè, thành dương gia nè. Trời ơi, hôm nay tự nhiên để hai cộng vậy, ai mà nhận ra không biết à. Mới cắt tóc, nó nói để bát cho đẹp. Bát gì mà giảm xỉu à. Bé bé ngồi đây nha bé nha. Dạ. Hồn ma với con cung nữ quay về làm cho em sợ hãi phải không? Trời ơi, thiệt tình. Dương gia ơi, sao dương gia hứa với thiếp á là sẽ tìm thầy pháp đuổi hết hồn ma ở đây đi, mà tại sao nó còn về nữa vậy? Hôm bữa định tìm thầy pháp, nhưng mà dạo này visa ở Pháp khó xin quá. Ngài xạo với thiếp? Không có. Ngài xin visa qua Hàn Quốc thì có. Ngài xin có rồi nào. Xin Hàn Quốc giờ đâu có cần xin visa. Hay là ngài rước nguyên cái Hàn Quốc về ở chung với ngài rồi. Hashi nào đó không hà. Hashi là cái con nhỏ nào? Tại sao lại có con nhỏ nào mà tên Hashi dữ vậy? Nghe cái muốn cảm cúm nè. Chàng nó quên mất lá ngọc rồi. Ngọc ơi Ngọc, em đừng nói vậy, làm cho lòng ta thổn thức. Trong trái tim ta chỉ một mình Ngọc Quý Phi nàng đây thôi. Sao vậy nàng bị động kinh hả? Mình bớt lại đi chứ. Dạo này bộ hột rẻ lắm hay sao mà nàng đeo như hội chợ vậy? Mấy cái hột này á là từ chàng cho thiếp mà. Ta có cho nàng hột sao? Ta nhớ ta chỉ có hai thôi. Làm sao mà ta cho nàng nhiều như vậy? Hột thứ nhất là ngọc ân tỷ phù mà tiên đế đã ban tặng cho ta. Hột thứ hai là ngọc lưu linh mà hoàng hậu nương nương đời trước đã ban tặng cho ta. Có nào có hột nhiều như vậy? Chàng quên mất rồi. Sao? Trong một đêm thanh vắng nọ, chàng nói với thiếp. Nói làm sao? Là chàng sẽ lấy ra hai vật báu nhất cơ thể chàng để dành cho thiếp. Ta lấy cái gì ta quên rồi, bữa đó nàng chuốc rượu ta say mềm. Ta không nhớ gì cả. Hai cái bông tai của chàng đó. Chàng đưa cho ta, ta gắn lên trên con công đi nè, không thấy hai mắt hả? Ồ vậy à? Đi, đi ăn mì Hàn Quốc nữa đi, đi nó đi. Trời đất ơi, cưng ghê muốn đè xuống xé con công ra chấm ướt ghê là. Ngồi đi, ta nói nàng nghe, tình thế đang rất là nguy cấp. Tên hôn quân mà biết mối quan hệ của ta với nàng, hắn sẽ triệt ta. Từ lâu ta đã là cái gai trong mắt của hắn. Chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ tìm cách để hủy đi chức vương của ta. Trấn thành ta đây có trở thành thường dân. Khoan, thì liệu nàng có còn yêu ta không? Chàng sẽ thành thường dân. Có thể. Vậy thì để thiếp suy nghĩ cái. Trời ơi sao diễn sâu mà phải suy nghĩ. Nếu mà hoàng thượng trừng chàng, đúng, thì chàng sẽ không còn được làm dương gia nữa. Đúng vậy. Mà nếu mà không được làm dương gia nữa. Nàng ơi, nàng, sao nàng giống đàn chị quá vậy? À, không biết con ngọc nào nó nhầm thiếp quá. Nếu mà hoàng thượng triệt chàng, triệt ta, Thì chàng sẽ bị đẩy thành thường dân. Thường dân. Người có còn yêu ta không? Chàng cứ yên tâm. Ừ. Thiếp, thiếp nguyện một lòng một dạ. Khi nào mà chàng thành thường dân á thì thiếp sẽ đem cơm công trả phụ gì đó đến cho chàng, là chàng đâu phải ăn cơm tấm. À, có khó khăn gì đâu mà nãy giờ kêu đại sự không biết nữa hà. Nàng thật là thông minh, nhưng nàng ơi, làm sao mà một quý phi có thể đi đưa cơm cho một thường dân được chứ? Người ngoài nhìn thấy rồi chúng ta sẽ bị report thôi. Tụi nó mà post lên Facebook, hoàng thượng sẽ giết luôn cả nàng thì làm sao? Chàng ơi, chàng nói chuyện đừng có bị dân nước miếng nữa được không? Xin lỗi nàng, hồi sáng ta mới đi nha khoa, nó niềng răng ta chưa chắc, nên cửa khẩu nó hơi rộng vậy mà. Vậy thì mình đừng đứng gần nhau nữa.
nói đi. Chàng cứ yên tâm, nơi này sẽ có thiếp, thiếp mãi ở bên chàng, nguyện một lòng cho chàng ăn cơm sườn cơm. Nàng hết văn, nàng hết văn, hát không nên lời à, nàng bia hết cơm tắm cơm sườn cơm bì cơm chả. Có nghe nè, nàng ơi, nàng có biết á, hồi nãy ta chỉ giả thuyết thôi, chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng mà cái này mới quan trọng nè. Cái chuyện mà nàng âm mưu hãm hại hoàng hậu bây giờ có nguy cơ sẽ bị phanh phui. Ngày xưa ta đã nói với nàng rồi, gia đình của ta trong cơn đại loạn tranh vương có bốn thái tử đương triều: Trân Thành, Trường Giang, Tử Long, Xuân Bắc. Ta là con trai trưởng, nhưng không may tiên đế Hoài Linh đã không ân sủng ta, truyền vui cho Trường Giang. Cái ý của ta là muốn nhờ nàng mê hoặc hắn để tìm cách sát hại. Nhưng tại sao nàng lại chuyển qua ám hại hoàng hậu? Nếu rồi bây giờ chuyện phanh phui, nếu đại sự của chúng ta không thành thì trời ơi, đại nghiệp của ta cũng đổ sông đổ biển, nàng có biết không? Chàng có biết á, là để đấu tranh với con hoàng hậu Nhã Phương đó. Nàng nhầm rồi, hoàng hậu Hồng Đào, chứ con Nhã Phương nào ở đây? Diễn lại nữa hả? Trời ơi, bây giờ mình phải tính cách. Bây giờ lỡ một ngày nào đó mà hoàng thượng đòi giết ta, nàng có nguyện chết cùng ta không? Hoàng thượng đòi giết chàng? Có thể. Chàng đừng bao giờ nghĩ lúc nào thiếp cũng giỡn, lúc nào thiếp cũng chỉ biết xỉa xói chàng. Thiếp thật lòng với chàng, chàng có biết là ở bên hoàng thượng thiếp chưa bao giờ được yêu thương. Vậy mà đêm nào cũng nằm phục vụ. Tự nhiên thị tẩm thiếp. Thì bởi ta đã nói nàng rồi, trước mặt hoàng thượng hãy tỏ ra xấu xí đi. Bây giờ mình giả dụ thôi đúng không? Thì nàng có nguyện chết theo ta không? Thiếp sẽ chết theo chàng. Chết mà sao nàng vui dữ vậy? Giả dụ thôi mà, chứ nói thiệt ngu gì. Dở hoài, trời ơi. Chàng thấy gì ở ngoài đó? Từ đằng xa ta đã thấy Hải Đại Phú Tổng Thái Giám đang đi tới. Chắc có chuyện gì. Bây giờ ta nấp vào trong, có chuyện gì đã có ta ứng phó, nàng đừng lo. Không, đừng bỏ thiếp. Hãy tỏ ra chưa biết chuyện gì. Chuyện gì khó, có thành lo. Mời Ngọc Quý Phi lãnh chỉ. Thần thiếp nghe chỉ. Thuận Thiên thừa dẫn, hoàng đế comment: Ngọc Quý Phi dung nhan xinh đẹp, nhưng xấu người xấu dạ, âm mưu giết hại Hồng Đào hoàng hậu bất thành. Nay sự thật được phanh phôi, ô nhục xấu xa. Và để bảo vệ cho hoàng tộc, ban cái chết ân huệ Tam Ban Triều Điển. Ngươi có biết Tam Ban Triều Điển là cái gì không? Đợi ta đi, ta nói cho ngươi biết. Chàng ơi, cứ tỏ ra không biết gì. Đây là Tam Ban Triều Điển. Thứ nhất, chết bằng dao Thái Lan. Thứ hai, rượu chuối hột có chứa thuốc trừ sâu. Thứ ba, đó là vải lụa trắng. Không, ta không tin. Ta không tin hoàng thượng đối xử với ta như vậy.
Ngươi phải tin, và ngươi hãy chọn một trong ba cái cách này đi. Chọn thì chọn. Rượu à? Ta đâu có ngu. Con dao này. Thôi bỏ đi. Chắc ta chọn cái này nha. Ừ. Ta muốn cái chết của ta sẽ đẹp, sẽ trong sáng như là cái dải lụa này vậy. Hai người thông đồng với nhau? Mày tự hỏi này, mày tự trả lời à? Ngươi có biết ngươi mới đụng vô ai không? Đó là người yêu của ta. Ngài muốn bảo vệ ả ta à? Mày nói thêm một tiếng nữa, ta sẽ tịnh thân ngươi lần thứ hai, ngươi có tin không? Đợi chút xíu nha, sẽ thú vị lắm. Trước khi chết, ta cũng phải nói cho người biết. Rồi. Tiên đế có tất cả có 4 người con: Trấn Thành, Trường Giang, Xuân Bắc, Tự Long. Kể rồi. Và ả ta mê hoặc tất cả mọi người và âm mưu lần lượt giết hết. Trường Giang đã lên ngôi, và người ả ta yêu nhất chính là Trường Giang, chứ không phải ngươi đâu. Ta chết đây. Có đúng như những lời Hải thái giám nói không? Nàng chỉ muốn được kề cận với hoàng thượng, và nàng đã quyến rũ bùng binh 4 anh em ta. Tại vì cái bùng binh đó nó chạy lòng vòng quá, ta không có chỗ đậu, chứ không phải là ta. Và tất cả những tình cảm giữa ta và nàng đều là giả dối sao? Thật ra thì ta cũng đã từng yêu chàng, yêu rất nhiều, nhưng mà vì cái thói trăng hoa của ngươi, có Việt Nam rồi không muốn, thích ăn món Hàn, thì việc gì ta phải giữ ở trong lòng, ta đâu có ngu. Nàng sai rồi, cô gái Hàn Quốc đó chỉ là một người tới giúp đỡ bên đường. Nàng nghĩ sao mà nàng lại so sánh? Ngươi giúp đỡ, ngươi giúp đỡ mà bao nhiêu người đều biết, lên báo kìa, lên Facebook kìa. Đó là tin đồn dân gian. Nàng có biết là vì nàng mà ta tiêu diệt Trường Giang để cho nàng một vị trí xứng đáng với bậc mẫu nghi thiên hạ, vậy mà nàng đối xử với ta như vậy? Giết ta gì? Đi. Giết chết ta đi. Chúng ta không thuộc về nhau. La 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 la. Chúng ta không thuộc về nhau. La 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 la. Ta có a pet. Ta có a knife. Nàng chơi thiệt luôn. Ninh Dương Lan Ngọc, đó là cách ngươi đã giết ta. Hồn ma của ta sẽ không bao giờ siêu thoát. Ngươi tưởng ngươi đang là hoàng hậu à? Không, ngươi đang ở lãnh cung. Đáng lẽ ngươi sẽ được sống trong tình yêu thương hạnh phúc, nhưng không. Ngươi âm mưu giết người mình yêu, và cái chết bi thảm sẽ đến với ngươi trong một ngày nào đó. Hãy tận hưởng ngay. À!
Đúng là chỉ có ở Ơn Giời Cậu Đây Rồi chúng ta mới gặp những điều bất ngờ như vậy. Lan Ngọc thân mến, khi mà chúng tôi xem ấy, cá nhân tôi cũng là một diễn viên chuyên nghiệp mà tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ bạn với cả Trấn Thành. Chúng ta có thù nhau không? Mà sao các bạn nói về cái chuyện mà hại Xuân Bắc Tự Long một Trường Giang mà các bạn hào hứng thế? Không anh ạ, vì yêu thương nhau nên mới phải nhắc nhau nhiều ấy. Đấy là ý kiến của Trấn Thành, còn Lan Ngọc thì thấy sao? Dạ, tại vì trưởng phòng cứ nhắc đến mấy anh làm cho em cứ phải đu theo và ghét theo thôi, chứ thật sự ra ở trong lòng em anh đã có một chỗ đứng nhất định rồi ạ. Rồi, cảm ơn em. Một chỗ đứng nhất định mà tôi thấy giám khảo Hoài Linh cười nhưng mà lại không nhìn chúng ta mà nhìn xuống cái bản nhận xét. Xin lỗi anh Hoài Linh, nhưng mà riêng tôi thấy mà nói về cái phần mà hãm hại Xuân Bắc Tự Long và Trường Giang là tôi thấy ánh mắt long lên đầy hào hứng cơ. Không hiểu thế nào nữa cơ. Người ta vào vai mà, chú đâu có trách người ta được. Trước khi giám khảo Hoài Linh nhận xét, cho phép tôi bày tỏ cái cảm xúc của tôi. Lúc khi bạn vào ấy thì tôi nói rằng nếu đạo diễn nào chọn bạn vào những cái vai ghê gớm đanh đá thì là sai. Nhưng bây giờ tôi xin lỗi những đạo diễn đã chọn bạn vào những cái vai đấy. Hoàn toàn chính xác và đúng. Khi bạn vào những cái tình huống mà bộc lộ đúng bản chất con người mình, bạn diễn rất tốt. Ở đấy cũng cảm ơn này. Vâng, xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Thật sự thì tôi rất là bất ngờ về Ninh Dương Lan Ngọc. Anh em mình cũng ít có cơ hội làm việc với nhau. Và ngày hôm nay thì thật sự anh nhìn thấy được cái bản lĩnh của em và sự lém lĩnh của em nữa. Và em vào cái phòng này thì rất là hợp. Một vị trưởng phòng mà anh cho là khùng nhất trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Em thay đổi cảm xúc liên tục, lúc giận hờn, lúc vui buồn, lúc nhõng nhẽo. Em làm tất cả mọi cái nó rất là tốt. Như các quý vị khán giả ở đây cũng thấy là em xử lý rất là khéo. Trấn Thành bữa nay á, dưới cơ em. Dưới cơ ở đây á, là không phải là về cái phần diễn đâu, mà cái độ khùng á, anh thấy là dưới cơ em. Chứ anh cho Trấn Thành là khùng dữ lắm rồi đó. Chắc là hôm nay anh thương em, đang bệnh nên anh nhường em thôi ạ. Có nhường không? Thì em biết là bệnh mà, bệnh nặng không? Bệnh đó là bạn bè nhau biết là bệnh nặng lắm. Không, nhưng mà nhường cái gì lại nhường cái khùng cho nhau thì cũng không tốt lắm đâu. Không em, cái khùng này là không nhường, cái khùng này là bẩm sinh không nhường. Nhưng mà tại vì tôi không biết thôi. Tôi thì tôi lại thấy thế này, phải nói là nếu với cái kết vừa rồi ấy, mà Trấn Thành đưa ra là em đang bị nhốt ở lãnh cung. Tức là thực sự là đây, toàn bộ câu chuyện này nó là gì? Tưởng tượng. Nó là tưởng tượng và cái sự đau khổ dằn vặt và hối hận của em. Và cuối cùng trước khi anh Hoài Linh bấm chuông, tôi còn thấy bạn tỏ ra bất lực với chính mình, cứ đập vào cái bóng đấy. Cái lúc đó nó làm tôi gai người lên. Hóa ra đây là một câu chuyện trong tâm tưởng của một người làm quá nhiều những điều ác rồi, mà bây giờ chỉ còn một mình đối diện trong bốn bức tường. Và họ cảm thấy hối hận vô cùng. Và đấy cũng chính là một cái điều cảnh tỉnh. Cái ý nghĩa của câu chuyện đem đến cho chúng ta là hãy sống tốt đẹp với nhau, đừng làm điều ác. Dù sao cũng xin chúc mừng bạn, chúc mừng Trấn Thành. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.